Khi mình đến với trung tâm Cali là cái lưng mình nó đau lắm, nằm không nằm được, đi thì một chân này gần như là nó bị tê, nó liệt. Thế là mình tập thì mình đã được thầy giáo hướng dẫn riêng, thế là cứ hai thầy trò tìm hiểu, và sau một thời gian dài tập luyện và sức khỏe của mình đã lên rất là nhiều, lưng thì không còn đau, mình cảm thấy là cuộc sống thật là ý nghĩa, và bắt đầu từ đó thì mình gắn bó với Cali đến nay. Mình là Vũ Thị Thanh Xuân, năm nay mình 49 tuổi, mình tập yoga được hơn 6 năm. Mình muốn thử sức và tham gia để mình qua đây thì mình cũng được giao lưu, học hỏi các cái hội viên khác cùng câu lạc bộ của mình. Nghe kết quả mình giành chiến thắng thì mình cảm thấy cũng rất là vui, bởi vì đây là một cái thành quả mà mình đã bỏ công ra tập luyện trong suốt một thời gian dài, và cảm thấy rằng là mình đã chiến thắng được chính mình. Bí quyết của mình là cái sự kiên trì đến với cuộc thi. Nếu chúng ta kiên trì và duy trì cái tập luyện của chúng ta thì chúng ta sẽ chiến thắng, bởi vì là mỗi một người tập luyện thì có nhiều cái cách tập khác nhau. Khó khăn nhất của mình đó là thời gian, bởi vì mình là giáo viên, thời gian luyện tập gần như là rất là khó để sắp xếp để tập luyện. Trước đây là mình bị ngã cầu thang, bị ảnh hưởng đến cái cột sống. Thế là mình cũng đi ra rất nhiều các cái bệnh viện, cũng như là đi châm cứu rồi bấm huyệt nhưng không khỏi. Thế mình mới tham khảo thì được các bạn bè giới thiệu là đi tập luyện yoga sẽ rất tốt cho lưng của mình. Thế là mình đi tập và đi tập về thì thấy ngủ ngon. Thế từ đó là mình bắt đầu gắn bó với yoga, giúp cho mình có một tâm trí rất là tốt. Bởi vì áp lực công việc hàng ngày ấy, nó làm cho mình nhiều khi cũng dễ bị nóng giận. Mình cố gắng thường xuyên tập luyện tuần 3 buổi yoga để duy trì sức khỏe cũng như là cải thiện về cái tâm trí của mình. Mình đã đi tập rất nhiều các câu lạc bộ. Khi đến với Cali thì mình đã dừng chân ở đây, bởi vì thực sự là mình rất là hài lòng với các dịch vụ cũng như là phòng tập hay là các lớp học, và đặc biệt là sự thân thiện của các hội viên cũng như là các thầy giáo đến từ trung tâm Cali. Yoga nó có một đặc thù rất là hay là ai cũng có thể tập được yoga, từ già cho đến trẻ, cho đến các em bé cũng đều có thể tập được yoga. Và đặc biệt là với những người mà có những cái bệnh tật nhất định như mình chẳng hạn thì đều có thể tập được yoga.